các anh chị và các bạn đồng nghiệp đã tham dự chương trình hội thảo chuyên đề của Liên chi hội tiêu hóa Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay. Và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là một cái vấn đề rất thường gặp và được quan tâm khá nhiều của các đồng nghiệp cũng như là của các bệnh nhân của chúng ta. Và trong phần trình bày ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ bàn về cái vấn đề cập nhật về chuyển sản ruột ở dạ dày, cách phân tầng nguy cơ và cái hướng xử trí cập nhật cho đến năm 2022. Và chúng tôi xin chia phép xin phép chia sẻ cái màn hình cái phần trình bày này. Thì trong cái phần trình bày này đó thì chúng tôi sẽ điểm qua tất cả là có ba cái nội dung chính trong cái phần trình bày chính này. Và cái phần đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về cái tần suất, đặc điểm và phân bố chuyển sản ruột ở dạ dày, và chúng ta có một số dữ liệu chia sẻ từ Việt Nam. Chúng ta cũng sẽ nói về cái chẩn đoán và phân tầng nguy cơ, và trên cơ sở đó chúng ta bàn về chiến lược xử trí và theo dõi chuyển sản ruột ở dạ dày cập nhật 2022. Về cái tần suất thì chúng ta biết rằng là cái chuyển sản ruột là một cái vấn đề khá thường gặp trong thực hành lâm sàng, và một cái yếu tố nguyên nhân quan trọng nhất đó là cái tình trạng nhiễm Helicobacter pylori. Và một cái tiến trình mà chúng ta đã được biết khá từ lâu, từ rất lâu, đó là từ khi nhiễm Helicobacter pylori thì cái tình trạng này có thể dẫn đến một cái tình trạng viêm dạ dày mạn trong phần lớn trường hợp, sau đó dẫn đến teo dạ dày, dẫn đến chuyển đến cái chuyển sản ruột và đến loạn sản, và cuối cùng là ung thư dạ dày. Và chính vì vậy thì cái chuyển sản ruột được xem là một cái tổn thương tiền ung thư, và dịch ra cái nghĩa đen thì nó làm cho rất nhiều bệnh nhân rất là ám ảnh, bởi vì người ta nghĩ rằng là tiền, tức là cái xu hướng, tức là sẽ chuẩn bị bước đến cái giai đoạn cuối cùng, và nó giống như là bệnh nhân bị một cái án treo. Vậy thì thực tế cái vấn đề này khá thường gặp, và chúng ta thấy rằng là như một cái dữ liệu chúng tôi lấy mẫu từ năm 2007, 2008 và công bố năm 2013, thì trên một cái cỡ mẫu là 280 bệnh nhân, và nếu chúng ta làm sinh thiết một cách theo khuyến cáo, theo đúng cái hệ thống Sydney cải tiến, tức là lấy 5 mẫu trên một bệnh nhân đó, thì cái tỷ lệ chuyển sản ruột chúng ta thấy rất là cao, lên tới 28,9%, tức là khoảng 1 phần 3 trường hợp chúng ta làm nội soi, nếu chúng ta làm sinh thiết thì chúng ta có thể thấy được cái vấn đề này. Và liên quan đến các yếu tố nguy cơ đó, thì bên cạnh cái nhiễm Helicobacter pylori mà chúng ta đã bàn trong cái slide trước, thì cái vấn đề cái độ tuổi cũng là một cái vấn đề quan trọng, bởi vì sao, càng lớn tuổi thì nó càng tích lũy những cái thay đổi, và chuyển sản ruột được xem là một cái yếu tố có cái vấn đề tuổi lớn hơn là một cái yếu tố nguy cơ. Bên cạnh đó thì trong cái nghiên cứu này cũng đề cập tới một số những cái yếu tố nguy cơ mà liên quan đến cái chuyển sản ruột mà có cái xu hướng dễ chuyển biến thành cái mức độ nặng hơn. Đó là cái vấn đề liên quan đến lớn tuổi, nhiễm Helicobacter pylori như chúng ta nói, và trong cái các yếu tố nguy cơ này thì có thêm một cái yếu tố nguy cơ độc lập nữa, đó là cái tình trạng hút thuốc lá. Bất kể là bệnh nhân đang hút hay là bệnh nhân đã từng hút mà hiện tại ngưng, thì nó đều vẫn có những cái nguy cơ. Thế thì đó là những cái số liệu mà cách đây khoảng hơn 10 năm, và khi mà chúng ta có những cái máy ở cái thế hệ cách đây 10 năm, còn bây giờ hiện tại thì chúng ta đã có những cái hệ thống máy tiên tiến hơn. Và trên cái hình này chúng tôi xin chia sẻ, đây là một cái màn hình mà chúng ta thấy rằng cái hình trên trái là một cái hình nội soi thông thường. Và khi mà bật lên cái chế độ dòng màu điện tử đó, thì với một cái người bác sĩ có kinh nghiệm thì có thể nhận ra những cái mảng trắng trắng này là chuyển sản, nhưng với cái hình mà chúng ta nhuộm màu điện tử, ở đây là cái kỹ thuật NBI, thì chúng ta thấy rằng cái mảng trắng này nó rõ ràng hơn và nó dễ nhận diện hơn, ngay cả những cái người mới bắt đầu làm nội soi. Và không chỉ dừng lại ở đó, và những cái công nghệ hiện tại nó còn cho phép phóng đại những cái tổn thương này lên nữa, và cái mức phóng đại có thể lớn hơn nữa. Trên cơ sở đó thì chúng ta thấy là với những tổn thương này chúng ta có thể sinh thiết có trọng điểm hơn. Còn với những cái hình ảnh phóng đại tới mức độ như cái bài đó, thì những cái nghiên cứu hiện tại mà có cái độ tin cậy cao cho thấy rằng á, cái giá trị chẩn đoán chuyển sản ruột dựa trên những cái màu xanh nhẹ như này là có thể có độ chính xác lên tới 94-95% so với một bệnh học. Do đó thì chúng ta thấy rằng có một cái sự tiến bộ đáng kể về mặt nội soi. Chính vì vậy đó, khi chúng ta nhìn lại cái vấn đề tần suất thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó sẽ có một cái sự thay đổi đây. Đây là một cái đề tài nghiên cứu vừa được hoàn thành năm 2020, và chúng ta thấy rằng là trong cái đề tài này đó, khi mà dựa trên ánh sáng trắng đơn thuần, tức là nội soi kinh điển bình thường đó, với lại so sánh một cái nhóm mà chúng ta dự kiến làm nội soi nhuộm màu và nội soi nhuộm màu điện tử nhưng mà chưa có sử dụng cái phương pháp này đó, thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ giữa hai nhóm không khác biệt lắm. Chúng ta thấy là khá thường gặp là khoảng 20 đến 24%. Tuy nhiên nếu mà sau khi mà chúng ta nhuộm màu lên rồi đó, chúng ta nhìn cái tổn thương kỹ hơn và chúng ta sinh thiết, thì chúng ta thấy vọt lên, cái tỷ lệ này đã lên tới 35%.
Và cái sự khác biệt này nó có ý nghĩa thống kê ngay cả với cái nhóm cùng nhóm khi trước làm cái thủy thuật này cũng như là cái nhóm đối chứng. Và điều này cho thấy rằng là với công nghệ mới hơn thì đây lại là vấn đề quý doanh nghiệp sẽ lại càng phải đối mặt thường gặp hơn trên lâm sàng. Và thực tế ra cái sự biến đổi này một phần không phải chỉ là do diễn tiến của bệnh thay đổi về cái mô hình bệnh tật theo thời gian mà là do chúng ta có những cái công nghệ tốt hơn để chúng ta có thể chẩn đoán được cái tình trạng bệnh lý này. Thế thì cái nguy cơ hình thành ung thư dạ dày như thế nào? Chúng ta biết là cái dòng thác đó, nó đi từ chuyển từ viêm dạ dày do Helicobacter pylori đến cái giai đoạn teo, chuyển sản ruột và nghịch sản. Tuy nhiên, trong một cái dữ liệu này chúng ta lấy một cái dữ liệu cắt ngang của cái hệ thống giải phẫu bệnh toàn quốc của Hà Lan, một cái dữ liệu rất là lớn, thì người ta ước tính rằng đối với viêm dạ dày mạn teo thì cứ một người mà bị viêm dạ dày mạn teo thì cứ khoảng cái tỷ lệ chuyển biến thành ung thư là khoảng 0,1% mỗi năm. Cái tỷ lệ đó là 0,25% mỗi năm cho cái chuyển sang ruột, và đối với nghịch sản thì tùy mức độ thấp hay là cao thì chúng ta thấy cái tỷ lệ này nó còn cao hơn nữa. Cái con số này có thể được lý giải như thế nào? Chúng ta có thể lý giải rằng khi chúng ta theo dõi 400 trường hợp chuyển sang ruột mỗi năm thì có thể phát hiện thêm được một trường hợp ung thư dạ dày mới mắc, hoặc là một trường hợp bệnh nhân bị chuyển sang ruột thì một cái câu giải đáp rằng là sau 40 năm 100 người như vậy thì có thể có 10 người có thể chuyển biến thành ung thư, còn 90 người thì không bị, chứ không phải luôn luôn là chắc chắn là chúng ta sẽ có tất cả những bệnh nhân này là ung thư. Và như vậy cái vấn đề rất là quan trọng rằng là làm sao để chúng ta có thể nhận diện ra những cái bệnh nhân có đối tượng gọi là những cái đối tượng có nguy cơ cao hơn, và trên cơ sở đó chúng ta theo dõi và phát hiện sớm hơn. Bởi vì với những cái tiến bộ y học mà trong đó có y học Việt Nam đó, thì những cái tổn thương mà ung thư sớm cho đến hiện tại có thể hoàn toàn xử lý bằng cách là cắt khớp qua nội soi, và chúng ta có thể bảo tồn được cái phần niêm mạc dạ dày. Chúng ta không cắt hết một cái phần, không cắt bất cứ cái phần giải phẫu nào của dạ dày cả, chỉ là một cái hớt cái phần niêm mạc mang u đi, và có thể xem như là một cái biện pháp chữa lành hoàn toàn và không cần phải xạ trị bổ sung hay là phẫu trị sau đó. Thế thì một cái vấn đề đặt ra rằng là đến năm 2020 chúng ta có một số những cái gọi là khuyến cáo của các cái hội chuyên ngành, và đây là một cái hội chuyên ngành rất là nổi tiếng, tức là hội tiêu hóa Mỹ. Và trên cơ sở các cái bằng chứng thì họ đưa ra những cái quan điểm rằng là đã có những cái bằng chứng mạnh để cho thấy rằng chúng ta có thể nhận diện được những cái trường hợp chuyển sản ruột ở dạ dày, chúng ta viết tắt là GIM, tức là gastric intestinal metaplasia đó, có cái nguy cơ ung thư dạ dày cao hơn. Đó là gì? Đó là những cái trường hợp mà có cái tiếp, phân tiếp là tiếp chuyển sản ruột không hoàn toàn thì cái nguy cơ cao hơn tiếp hoàn toàn. Thứ hai là chuyển sản ruột mà lan rộng cả vùng thân vị và vùng hang vị thì cái nguy cơ nó sẽ cao hơn những cái trường hợp mà chuyển sản ruột chỉ ở khu trú ở vùng hang vị hay thân vị mà thôi. Hoặc là những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái tiền sử ung thư dạ dày trong gia đình. Bởi vì Hoa Kỳ là một cái quốc gia đa chủng tộc, thành ra người ta cũng bàn đến một cái đối tượng nữa, tức là cái vấn đề liên quan đến cái gọi là cái chủng tộc của cái người dân ở đó. Và đối với những cái trường hợp mà những cái người mà có cái xuất xứ hoặc là di cư có nguồn gốc từ cái vùng Á Đông, trong đó có Việt Nam của chúng ta, thì được xem là có nguy cơ cao hơn bị ung thư dạ dày khi mà người ta mắc chuyển sang ruột so với những cái người da trắng tại chỗ. Thế thì chúng ta biết về cái tiền căn gia đình, chúng ta biết về cái vấn đề chủng tộc, thì chúng ta sẽ nói thêm một số những cái điểm để rõ hơn là như thế nào là chuyển sản ruột không hoàn toàn và chuyển sản ruột hoàn toàn. Chuyển sản ruột hoàn toàn hay không hoàn toàn thì nó phân tích dựa trên cái đặc điểm của cái vấn đề của các tế bào, các cái chất nhầy ở trong các tế bào, mà dựa trên một cái phương pháp là thông thường là chúng ta là nhuộm hóa mô. Chẳng hạn là chúng ta sử dụng hai cái phương pháp là Ancien Bleu, tức là PS, tức là hai cái phương pháp nhuộm. Mà trong những cái giải phẫu bệnh thông thường mà khi chúng ta gửi cho các nhà giải phẫu bệnh thì không được đặt cái này đâu. Thường là người ta nhuộm HE hoặc là xem xa thôi. Và muốn mà chúng ta thấy được cái rõ chất nhầy và để phân biệt được thì phải nhuộm bằng cái phương pháp hóa mô này. Chẳng hạn trong cái gọi là cái dạng hoàn toàn thì chúng ta thấy rằng chỉ có những cái tế bào đài nó bắt chất mà nó tiết ra những cái chất nhầy mà bắt màu của xanh của anh sang hoặc là cái PAS ở đây. Còn trong những cái trường hợp mà chuyển sản ruột không hoàn toàn thì chúng ta thấy là ngoài những cái tế bào đài thì cái niêm mạc biểu mô trụ về mặt nó cũng tiết ra chất nhầy, do đó nó cũng bám cái màu. Thì dựa trên cái phương pháp này người ta có thể phân biệt được hai cái nhóm này. Theo một cái quan điểm của phần lớn các nhà giải phẫu bệnh thì họ thấy rằng trong các cái chuyển sản ruột thì chuyển sản ruột tiếp không hoàn toàn có thể xem như là một cái dạng tiến triển xa hơn và gần hơn với loạn sản và gần hơn với ung thư dạ dày so với chuyển sản ruột hoàn toàn. Ở trên cơ sở đó thì những cái trường hợp mà chuyển sản ruột không hoàn toàn thì cái nguy cơ thì nó sẽ cao hơn. Đó là một số những cái thông tin để chúng ta rõ hơn
về cái vấn đề liên quan đến tiếp chuyển sản. Vậy thì còn cái vấn đề liên quan đến cái mức độ thì như thế nào? Thì chúng ta thấy là về cái tiếp chuyển sản và cái nguy cơ thì chúng ta có hai cái cách phân loại, hoàn toàn và không hoàn toàn như chúng ta nói. Và phổ điển nữa chúng ta có người ta chia thành ba nhóm là tiếp 1, tiếp 2, tiếp 3. Tiếp 2, tiếp 3 thì cho đến hiện tại người ta gom thành là cái tiếp không hoàn toàn. À, thành ra nếu như cái nguy cơ của chuyển sản ruột là cao hơn, nhưng mà trong bản thân cái nhóm chuyển sản ruột đó, thì nếu nguy cơ cao hơn chuyển sản ruột ở cái nhóm gọi là chuyển sản ruột hoàn toàn nguy cơ là 1, thì cái nhóm bệnh nhân có cái tiếp chuyển sản ruột không hoàn toàn đó, cái nguy cơ mà chuyển thành ung thư nó cao gần gấp 24 lần. À, chính vì vậy thì đây cũng là một cái yếu tố quan trọng để chúng ta dự đoán bệnh nhân nào là có nguy cơ cao hơn. Và chúng ta bàn về cái vấn đề phân bố của chuyển sản ruột thì đây cũng là một cái điểm quan trọng. Một cái nghiên cứu quan trọng, người ta sinh thiết tới 12 mẫu trên dạ dày một cách ngẫu nhiên, và người ta tính ra được là chuyển sản ruột có thể có bốn cái dạng phân bố như sau. Đây là cái nghiên cứu tại Colombia. Cái dạng tiếp 1, cái dạng 1, dạng A đó, thì chúng ta thấy là nó phân bố một số những cái điểm rải rác ở vùng hang vị, và đây là vùng hang vị và phía vùng gốc bờ cong nhỏ. Cái dạng B là một cái dạng chúng ta thấy là gần như toàn bộ cái vùng hang vị này là cái tổn thương chuyển sản. Cái dạng C là cái dạng chúng ta thấy là cái chuyển sản ruột nó lan rộng, nhưng mà nó lan từ hang vị lên gốc, lên thân vị, nhưng mà chủ yếu là ở phía bờ cong nhỏ. Còn cái dạng D thì gần như toàn bộ dạ dày, thì chúng ta thấy rằng là bị chuyển sản ruột. Thì ở Việt Nam chúng ta thì chủ yếu là chúng ta sẽ gặp cái dạng A, dạng B và dạng C. Dạng D thì hiếm và chủ yếu là gặp ở người Hàn Quốc và Nhật Bản mà thôi. Nếu mà tính về cái nguy cơ ung thư dạ dày, nếu chúng ta gọi là cái dạng A và dạng B nguy cơ là 1, thì cái dạng C cái nguy cơ nó cao gấp 6 lần so với dạng AB, và cái dạng D thì nó cao gấp 10 lần. Và như chúng ta đã nói thì cái dạng C là một cái dạng chúng ta có thể gặp ở Việt Nam, D thì hầu như rất rất hiếm. Thành ra ngoài cái vấn đề tiếp chuyển sản thì cái phân bố chuyển sản ruột một lần nữa chúng ta thấy là nó lại có cái các cái yếu tố, các cái mức độ nguy cơ khác nhau, và trên cơ sở đó chúng ta có thể nhìn nhận ra những cái bệnh nhân với các cái mức độ nguy cơ để có thể tính tới cái vấn đề theo dõi cho người ta với một cái chế độ khác nhau. Thế thì chúng ta vừa bàn về cái vấn đề liên quan tần suất, đặc điểm và phân bố chuyển sản. Thì như vậy chúng ta sẽ đi qua cái phần thứ hai, là chúng ta bàn về cái chẩn đoán, phân tầng nguy cơ chuyển sản ruột ở dạ dày. Thì trong quá trình mà chúng tôi trao đổi thì quý vị có thể đặt cái câu hỏi trên chat box, và sau cái phần trình bày thì chúng tôi sẽ tương tác và sẽ có những cái trao đổi thảo luận với quý vị đồng nghiệp. Khi mà chúng ta nói về cái chẩn đoán và phân tầng thì chúng ta sẽ nói đến những cái khuyến cáo mới đây. Chúng ta may mắn là trong thời gian 2018, 2019, 2020 chúng ta có khá nhiều các cái khuyến cáo về cái vấn đề này. Thì đây là một cái khuyến cáo quan trọng của Hội tiêu hóa Anh. Và trong cái khuyến cáo này người ta đưa ra một cái lưu ý quan trọng là khi chúng ta đánh giá về những cái tổn thương tiền ung thư theo niêm mạc chuyển sản ruột, đặc biệt là trong bài này chúng ta đang nói về cái chuyển sản ruột, thì chúng ta nên sử dụng những cái phương pháp nội soi tăng cường hình ảnh, tức là cái phương pháp mà chúng ta thấy là cái hình ảnh minh họa nãy đó, chúng ta sử dụng những cái công nghệ mới để chúng ta có thể phát hiện được phát hiện được cái chuyển sản ruột nó tốt hơn. Cái hình vừa rồi chỉ là một trong những cái công nghệ thôi, hiện tại thì chúng ta có nhiều các hãng sản xuất với những cái công nghệ khác nhau và đều cho thấy rằng là giúp cho các nhà nội soi có thể phát hiện được cái tổn thương tiền ung thư tốt hơn. Và đặc biệt là trong những cái trường hợp mà chúng ta đang nghi là bệnh nhân có cái tình trạng chuyển sản ruột trên nội soi mà chúng ta ban đầu chúng ta không có được có cái máy tốt và có cái công nghệ nhuộm màu điện tử để chúng ta có thể thấy được cái tổn thương đó, thì khi mà bệnh nhân này được nội soi kiểm tra thì chúng ta nên sử dụng, chọn lựa cái máy có cái kỹ thuật tăng cường này để chúng ta có thể đánh giá cho bệnh nhân. Điều này là rất quan trọng, bởi vì nói như vậy nhưng mà trong cái bối cảnh hiện tại của Việt Nam thì một cái cơ sở y tế, một cái phòng nội soi hoặc là một cái khoa nội soi thì do cái nguồn lực giới hạn, thành ra có thể là có đồng thời nhiều cái hệ máy khác nhau, cái máy cũ, máy mới, và do đó thì sao, tức là khi mà xoay vòng cho bệnh nhân thì đánh giá thông thường thì có khi là cái người bệnh nhân đánh giá là ban đầu thì không được sử dụng bằng cái máy tốt nhất. Nhưng mà khi mà chúng ta đã nhận diện là bệnh nhân ban đầu tiên đã có cái lần soi trước có một số cái vấn đề liên quan và nghi ngờ cái vấn đề này, thì khi làm nội soi trở lại chúng ta nên ưu tiên chọn lựa cái ống soi có cái công nghệ này để chúng ta đánh giá cho bệnh nhân được chính xác hơn. Đó là chúng ta bàn về cái vấn đề nhận diện có hay không có tổn thương tan niêm mạc và chuyển sản ruột trên nội soi. Và cái đánh giá của người làm nội soi không nên chỉ dừng lại ở đó, mà khi chúng ta làm chúng ta cần phải có một số những cái điểm lưu ý như sau.
Thứ nhất là phải ghi hình thật kỹ và rõ, mô tả thật rõ trong cái protocol của mình là cái vị trí và cái mức độ lan rộng của cái tổn thương này. Điều này rất là quan trọng bởi vì chúng ta thấy rằng là gì, cái phân bố của chuyển sản ruột và cái mức độ là liên quan giữa thân và hang đồng thời xuất hiện hay chỉ tập trung ở hang vị, thì cái mức độ nguy cơ nó cũng đã khác nhau rồi. Và theo cái khuyến cáo của Hội Tiêu hóa Anh thì nếu như cái tổn thương chuyển sản ruột và tê niêm mạc mà nó tập trung chỉ ở vùng xa của dạ dày, tức là ở hang vị và tính luôn cái bờ cong nhỏ, tức là chúng ta thấy là cái dạng A hoặc là dạng B theo cái phân loại Cassaro, cái phân loại phân bố vùng mà nãy mình thấy đó, thì người ta xem cái này là nguy cơ thấp. Còn nếu như trong trường hợp mà cái chuyển sản ruột nó đã xuất hiện ở thân vị rồi thì trong trường hợp này nó được xem là nguy cơ cao. Thì trên cái cơ sở như vậy đó thì nó sẽ giúp ích cho cái người làm lâm sàng sẽ nhận biết được rằng là cái đối tượng bệnh nhân này là có những cái đối tượng có mức độ nguy cơ như thế nào, và trên cơ sở đó người ta sẽ có cái chiến lược mà khuyến cáo bệnh nhân theo dõi định kỳ sau đó để có thể nhận ra được những cái trường hợp tiến triển nặng hơn thành loạn sản hoặc là ung thư, và đặc biệt là chúng ta nhắm đến cái vấn đề để chúng ta phát hiện được ung thư dạ dày ở trong giai đoạn sớm. Thế thì khi chúng ta bàn về cái khuyến cáo của một cái quốc gia mà có cái nguồn lực rất mạnh thì nó lại nảy sinh ra vấn đề, tức là ở tại Việt Nam của chúng ta thì cái nguồn lực nó hạn chế, và không phải chỉ ở Việt Nam, chúng ta nói thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh thành và các quận huyện, cái nguồn lực tại chỗ cũng khác nhau. Mặc dù là nội soi đã phát triển rất là rộng tới quận huyện, nhưng mà cái nguồn lực tại chỗ khác nhau, và bản thân tại thành phố Hồ Chí Minh như chỗ chúng ta nữa thì cái nguồn lực nó cũng không phải hoàn toàn giống nhau giữa các bệnh viện, giống như bệnh viện trường, bệnh viện tuyến 1 với các cái bệnh viện tuyến quận. Thế thì những cái câu hỏi được đặt ra và chúng ta có thể giải quyết vấn đề đó như thế nào để chúng ta không bắt, chúng ta tránh hoặc là giảm thiểu được cái vấn đề là chúng ta bỏ sót những cái đối tượng có nguy cơ. Trong những cái trường hợp mà chúng ta không có cái máy nhuộm màu điện tử thì chúng ta có thể sử dụng một cái phương pháp truyền thống là nhuộm màu thủ công. Một số các bạn sẽ nói rằng là chúng tôi không có cái phương tiện là những cái màu có thể mua được cái màu thủ công, thì chúng ta có thể sử dụng một cái phương pháp mà chúng ta sẽ bàn đến sau này, tức là chúng ta đánh giá được cái tem niêm mạc trên nội soi, và đây là một cái phương pháp có lợi điểm là chúng ta hoàn toàn có thể đánh giá được bằng cái ống soi có gọi là công nghệ cổ điển đó mà có thể làm từ 10 năm trước, chúng ta vẫn có thể đánh giá được như tốt như thường. Phía với một số mẫu sinh thiết là một cái vấn đề quan trọng, tức là nếu mà sinh thiết mà nếu làm đúng chuẩn đó, tức là lấy 5 mẫu và bỏ vào 5 cái lọ khác nhau đó, thì nó tăng cái giá thành của cái giá phẫu bệnh lên rất là lớn và gần như là không thể nào làm chịu nổi, cũng như là với cái số lượng bệnh nhân quá đông thì cái gánh nặng cho cái người làm nội soi rất là nhiều. Như vậy thì chúng ta tính tới một cái chuyện là chúng ta có thể giảm đi cái số lượng mẫu sinh thiết không, hay là chúng ta có thể chọn lọc được những cái đối tượng mà chúng ta nghi có nguy cơ thì chúng ta mới làm hay không, thay vì chúng ta làm đại trà cho tất cả bệnh nhân. Thì đó là một số những cái giải pháp mà chúng ta sẽ bàn đến. Và cuối cùng là chúng ta nói tới tiếp chuyển sản ruột. Tiếp không hoàn toàn thì nguy cơ cao hơn, nhưng cho đến hiện tại đây không phải là một cái phương pháp gọi là phổ biến và chỉ làm được một số trung tâm. Và khi đề nghị thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần, tức là cái giá thành nó sẽ tăng thêm. Như vậy thì trong những cái trường hợp mà không có cái phương tiện làm được cái này thì chúng ta có thể có những cái phương pháp gì khác, và chúng tôi đề cập tới cái vấn đề đánh giá cái độ lan rộng để chúng ta có thể ước đoán được chuyện này. Thế thì chúng ta sẽ điểm qua một số những cái phần để chúng ta minh họa cho những cái giải pháp mà chúng tôi nghĩ rằng mỗi đồng nghiệp của chúng ta tham dự hiện nay thì chúng ta đều có một số những cái vấn đề khác nhau, và trên cơ sở đó chúng ta có thể thảo luận được tốt hơn. Thứ nhất là nếu chúng ta nói là chúng ta không có cái máy nhuộm màu điện tử, và đây là cái vấn đề mà chúng tôi gặp cách đây khoảng hơn 10 năm. Đây là một cái hình mà chúng tôi chụp cho cái ở vùng hang vị của bệnh nhân. Đây là cái môn vị, đây là cái hang vị. Thì chúng ta thấy rằng nếu cái người làm nội soi kinh nghiệm thì có thể nhận diện lờ mờ là một số cái vùng chuyển sản. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhuộm màu thì cái chuyện này ngay cả những người làm nội soi và các học viên nội soi ở cái giai đoạn ban đầu cũng có thể thấy rất rõ rằng những cái vùng chuyển sản nó hiện lên rất là rõ ở đây khi mà chúng ta sử dụng một cái phương pháp là cái phẩm màu mà khá là rẻ tiền. Trong trường hợp mà chúng ta không có cái phẩm màu thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp kinh điển, tức là đánh giá teo niêm mạc trên nội soi. Và đây là một cái khuyến cáo năm 2016, là một cái đồng thuận toàn cầu về viêm dạ dày và Helicobacter pylori. Và cái khuyến cáo này nói rằng là gì, ở những cái vùng mà có những cái người chuyên về đánh giá nội soi đó thì cái hệ thống được phát triển từ Nhật năm 1969 trở đi, được gọi là hệ thống Kimura Takemoto, mang tên của hai giáo sư Nhật, thì có thể để chúng ta dùng để đánh giá bước đầu, ước đoán, và trên cơ sở đó thì chúng ta có thể nhận diện được mà phân tầng cái nguy cơ. Tuy nhiên nếu tốt hơn thì chúng ta
vẫn nên làm cái mô hình học để chúng ta xác định được kỹ lưỡng hơn. Chúng ta sẽ mất cái thời gian rất là nhiều để chúng ta bàn đến cái phân loại này, và chủ yếu thì nó dành cho các nhà nội soi, và cho đến hiện tại thì nó đã được đưa vào trong những cái chương trình huấn luyện của các cái lớp nội soi trong nước. Tuy nhiên thì có thể điểm qua một tí xíu để chúng ta có thể hiểu hơn là trên nội soi các đồng nghiệp chúng ta làm gì, thì người ta sẽ đánh giá về cái độ lan rộng của cái tai niêm mạc do Helicobacter pylori. Thường thường cái tai niêm mạc dạ dày nó sẽ phát triển từ ở vùng hang vị, nó lan lên trên. Trên cái hình này thì cái vùng lan được minh họa của tai niêm mạc được minh họa là cái vùng màu xanh. Thì chút lúc đầu tiên nó chỉ tập trung ở vùng hang vị thôi. Rồi sau đó thì nó lan lên vùng góc. Ví dụ như cái hình này chúng ta thấy là một cái phần cái vùng góc cái niêm mạc nó nhạt nhạt màu hơn so với xung quanh. Chúng ta thấy cái lưỡi này nó nhạt màu hơn và chúng ta có thể lấy cả mạng lưới mạch máu. Cái này nó lan lên xa hơn nữa, ở cái vùng teo này mình thấy nó rõ hơn nữa. Và tương tự như vậy thì với những cái hình dưới thì nó có thể lan lên trên này, lan xa hơn tới phía mặt trước và mặt sau và có thể lan ra toàn bộ dạ dày. Và trên cái cơ sở đó thì đánh giá cái tem niêm mạc nội soi có thể giúp ích cho chúng ta có thể ước đoán được nguy cơ. Bằng chứng thì chúng ta đã có một số những cái nghiên cứu trong nước và ngoài nước, và chúng tôi xin minh họa một cái dữ liệu của Việt Nam. Là một cái công trình mà dựa trên cái đánh giá tem niêm mạc nội soi thì chúng tôi chia thành hai cái nhóm, tức là tem trên nội soi mức độ trung bình nặng và một cái nhóm nữa là không teo hoặc là teo nhẹ thôi. Và tất cả những cái bệnh nhân này đều được sinh thiết 5 mẫu gửi ra phố bệnh để đánh giá theo tiêu chuẩn Sydney và Olga. Và chúng ta đánh giá về các cái tiêu chí trong bài này, chúng ta nói về chuyển sản ruột, cho nên chúng ta nói về cái sự hiện diện của chuyển sản ruột, những cái hiện diện của chuyển sản ruột ở cả thân và hang vị và tiếp chuyển sản ruột không hoàn toàn. Thì chúng ta thấy rất là rõ rằng ở cái nhóm mà teo mức độ vừa và nặng trên nội soi đó thì cái chuyển sản ruột là 55,6% so với chỉ có 7,1% ở cái nhóm không teo hoặc teo nhẹ thôi. Và tương tự như vậy chúng ta thấy rằng cái chuyển sản ruột lan rộng hay là chuyển sản ruột tiếp không hoàn toàn thì nó cũng cao hơn một cách vượt trội so với cái nhóm teo nhẹ hoặc không teo. Như vậy thì đây là một cái, có thể là một cái giải đáp cho một cái vấn đề chúng ta nói rằng nếu chúng ta khó khăn trong vấn đề trang thiết bị thì đây vẫn là một cái công cụ để chúng ta có thể vượt qua đó một phần nào, để chúng ta có thể nhận diện được những cái đối tượng có yếu tố nguy cơ. Trong 2020-2021 chúng ta lại có nhiều cái dữ kiện hay ho hơn về cái vấn đề này. Và trong cái công trình nghiên cứu mà mới được công bố tại Nhật, mà đây chỉ mới ở cái dạng impress thôi, tức là chúng ta chưa có cái bài báo hoàn chỉnh, thì chúng ta thấy ở đây là nó có nhiều cái hệ thống thang điểm mà người ta ước đoán đến cái nguy cơ hình thành ung thư. Chúng ta không đi sâu, tuy nhiên thì có thể nói ra rằng là đây là tất cả những cái hệ thống mà bao gồm cả vừa sinh thiết, đánh giá do phổ bệnh và đánh giá trên nội soi, và người ta đứng tính ra là cái diện tích chứa đường cong. Thì ở trong cái phần cái bốc phía dưới này chúng ta sẽ thấy rằng cái Kimura Takemoto cái diện tích chứa đường cong là 70.73, và hai cái phần màu xanh này tức là hai cái phân loại dựa trên đánh giá tem niêm mạc và chuyển sản ruột mà chúng ta phải sinh thiết 5 mẫu. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là một cái điểm đáng mừng mà có thể áp dụng tại Việt Nam là cái diện tích dưới đường cong của phân loại Kimura Takemoto không kém so với cái đánh giá của chuyển sản ruột trên mô bệnh học. Và chúng ta thấy cái sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. Và nó thậm chí nó còn cao hơn cái AOC của cái đánh giá tem niêm mạc trên mô bệnh học nữa. Hay nói cách khác, chúng ta lại có cái bằng chứng mạnh hơn năm 2011 ủng hộ cho cái vấn đề sử dụng cái phân loại này trong đánh giá cái nguy cơ của chuyển sản ruột ở châu Á. Một cái điểm lý thú nữa gần đây, đó là cái hệ thống phân loại này được nhìn nhận ở các nước phương Tây. Tại vì trong một thời gian rất là dài, người ta nghĩ rằng đây là một cái phân loại chỉ dành riêng cho châu Á. Tại vì chỉ có những nhà nội soi châu Á, đặc biệt là cái vùng Đông Á, và cái vùng Đông Nam Á trong đó có Việt Nam, thì quen với cái hệ thống này. Cho chúng ta gặp nhiều cái chuyển sản ruột và tem niêm mạc thì chúng ta quen. Còn phương Tây thì ít nghĩ hơn. Tuy nhiên thì đây là một cái nghiên cứu mới dạng đăng ở dạng Impress. Và người ta thấy rằng là trên 708 trường hợp bệnh nhân có chuyển sản ruột tại cái Cleveland Clinic, và khi theo dõi thời gian trung bình là khoảng, chúng ta thấy là trung bình là khoảng 3 năm rưỡi, thì người ta nhìn nhận ra có khoảng 4% tiến triển đến loạn sản hoặc là ung thư dạ dày. Công trình nghiên cứu này cho thấy rằng là khi phân tích các yếu tố nguy cơ thì người ta nhận thấy rằng là cái mức độ nặng của tiêu niêm mạc trên nội soi theo cái phân loại Kimura Takemoto này đó là yếu tố nguy cơ độc lập duy nhất dự đoán được tiến triển của chuyển sản ruột. Đó là một cái thông điệp rất là lý thú của các đồng nghiệp ở khu vực các nước phương Tây. Và khi đi sâu hơn về cái kết quả của nghiên cứu này thì chúng ta lại thấy được một số những cái điểm lý thú khác. Nếu mà xét về cái mức độ nặng của tiến triển ruột so với chuyển sản ruột thì cái mức độ teo càng nặng thì tiến triển của chuyển sản ruột nó càng nhiều hơn.
so sánh ba nhóm. Teo ít trên nội soi chúng ta gọi là dạng đóng, teo nhiều hơn trên nội soi là dạng mở, và không teo thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ mà thấy tiến triển đó, không có trường hợp nào không teo trên nội soi mà tiến triển cả. Nhưng mà nếu mà so sánh giữa hai cái nhóm gọi là teo ít và teo nhiều á, thì cái nhóm mà gọi là teo ít hay chúng ta gọi là dạng đóng đó, thì có khoảng 20% góp phần vào cái tiến triển, và 80% hay là 4/5 cái nhóm mà tiến triển còn lại nó rớt vào cái nhóm gọi là cái teo nặng trên nội soi. Thì đây là một cái điểm rất là hay. Mọi chuyện không chỉ dừng lại đó, khi chúng ta xét về cái mức độ teo và cái thời gian tiến triển thành cái tổn thương, thì chúng ta lại thấy một số những cái điểm lý thú khác. Trên cái hình này chúng ta thấy cái màu xanh lá, tức là những cái trường hợp không teo trên nội soi. Cái màu xanh biển là xanh xanh biển ở đây, tức là những cái trường hợp có teo nhẹ mà chúng ta gọi là dạng đóng. Và cái màu đỏ là những cái trường hợp mà chúng ta thấy là cái dạng mở hay là teo nặng. Một cách rất rõ ràng là khi theo dõi theo thời gian, thì chỉ cần là chúng ta thấy rằng là theo chúng ta thấy theo tháng, sau một năm thôi là chúng ta thấy là đã ở cái nhóm teo nặng đã xuất hiện những cái trường hợp đã có loạn sản và ung thư dạ dày rồi, và cái tỷ lệ càng ngày càng xuất hiện tăng dần lên một cách rất là rõ rệt, cho đến khoảng chúng ta thấy là 72, tức là khoảng 6 năm. Một cái điểm rất là quan trọng rằng là cái nghiên cứu này cho thấy cái nhóm mà teo nhẹ không phải là không có nguy cơ, nhưng một cái điểm quan trọng rằng nếu chúng ta theo dõi trong khoảng 6 năm đầu tiên có khi chúng ta không thấy cái nguy cơ, nhưng mà cái nguy cơ sau 6 năm thì mới từ từ nó bò lên. Và điểm đó chúng tôi gọi đó là một cái vấn đề quan trọng liên quan đến cái 7 lâm sàng. Tức là gì? Chúng ta quan tâm và chúng ta lo lắng và chúng ta soi rất là thường xuyên trong thời gian đầu tiên cho những cái trường hợp teo nhẹ, thì sau đó chúng ta thấy không thấy tổn thương và chúng ta bỏ theo dõi. Nhưng một cái điểm rất là quan trọng là cái nghiên cứu này cùng với một số nghiên cứu khác của Nhật Bản cho thấy rằng cái nhóm mà teo nhẹ vẫn có nguy cơ, nhưng mà cái điểm rủi ro là nguy cơ này nó xuất hiện ít, nhưng mà cái thời gian nó xuất hiện nó chậm rãi hơn, nó trễ hơn. Và đây là một trong những cái minh chứng ở cái chuyện của cái chuyện này ở các nước phương Tây, mà chúng tôi nghĩ rằng một lần nữa nó khẳng định cái tầm quan trọng của vấn đề đánh giá teo niêm mạc trên nội soi. Thế thì cái vấn đề đặt ra một cái điểm kế tiếp, đó là cái số lượng mẫu sinh thiết, thì làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế được cái số trường hợp phải sinh thiết và cái số mẫu phải sinh thiết. Theo khuyến cáo của Sydney cải tiến là chúng ta phải lấy 5 mẫu bỏ vào 5 lọ khác nhau. Tuy nhiên từ năm 2008 thì chúng tôi đã làm một cái tổng kết và chúng tôi thấy rằng là nếu mà chúng ta đánh giá và phối hợp ba cái vị trí sinh thiết dọc theo bờ cong nhỏ đó, thì hầu như chúng ta có thể tiết kiệm được hai cái vị trí ở phía bờ cong lớn, giữa thân vị và giữa hang vị, và chúng ta hầu như không bỏ sót những cái trường hợp có chuyển sản ruột, đặc biệt là chuyển sản ruột lan rộng và loạn sản. Và một cái nghiên cứu gần đây thì chúng tôi xem xét về cái vấn đề sử dụng cái đánh giá teo niêm mạc trên nội soi giống như là một cái công cụ tầm soát để xem thử là trường hợp nào cần phải làm sinh thiết và trường hợp nào không. Vấn đề trong trường hợp này chúng ta làm sinh thiết là gì? Là chúng ta muốn nhìn ra những cái đặc điểm mô hình học mà có cái nguy cơ tiến triển thành loạn sản và ung thư cao hơn. Cụ thể là gì? Ngay từ đầu chúng ta đã thấy loạn sản hoặc là những cái viêm dạ dày ở cái giai đoạn ONGA 4, 3, 4, tức là giai đoạn nặng đó. Những cái trường hợp có chuyển sản ruột không hoàn toàn hay là chuyển sản ruột lan rộng mà chúng ta đã trình bày là có cái nguy cơ cao hơn trong cái phần đầu tiên. Thế thì một cái điểm rất là quan trọng rằng là khi chúng ta sử dụng cái công cụ này giống như là một cái công cụ tầm soát, thì nó đạt được có một độ nhạy là trên 99,3%. Hay nói cách khác là gì? Nếu mà trên nội soi mà chúng ta đánh giá là teo mức độ nhẹ hoặc là hầu như không teo, thì những cái trường hợp đó có lẽ chúng ta sẽ tính tới chuyện là có thể cũng không cần sinh thiết lắm, bởi vì những cái tổn thương mà có nguy cơ cao trên mô bệnh học thì nó hầu như là không có. Và trong những cái trường hợp mà cái nguồn lực giới hạn thì đây cũng có thể là một cái giải pháp hơn là chúng ta bỏ qua và chúng ta nói là vì cái giới hạn trang thiết bị và cái công cụ hỗ trợ thành ra chúng ta không thể làm được cái vấn đề sàng lọc cho bệnh nhân. Và chúng ta bàn về cái vấn đề cuối cùng, tức là cái tiếp chuyển sản ruột là một cái vấn đề chưa phải là phổ biến ở các cái phòng xét nghiệm. Thì chúng tôi xin chia sẻ một cái dữ liệu về cái phân bố của chuyển sản ruột không hoàn toàn theo cái vị trí sinh thiết. Thì chúng ta có 5 cái vị trí sinh thiết theo Sydney cải tiến, giữa hang vị, phía bờ cong nhỏ, bờ cong lớn, góc bờ cong nhỏ, giữa thân vị, phía bờ cong nhỏ, bờ cong lớn. Đây có một mẫu nữa. Tuy nhiên thì trong cái nghiên cứu này cho thấy là như chúng ta đã nói, tức là khác với người Nhật và Hàn Quốc, thì Việt Nam của chúng ta cái chuyển sản ruột ở phía bờ cong lớn hầu như chúng ta hiếm và chúng ta ít khi nào có teo tới mức độ như vậy. Nhưng mà nếu mà xét về cái phân bố của cái tiếp chuyển sản ruột không hoàn toàn mà chúng ta thấy màu đỏ đây đó,
thì chúng ta sẽ thấy rằng nó không có một cái sự ưu thế hay là một cái sự vượt trội về cái tỷ lệ thường xuyên xuất hiện hơn của chuyển sản dục không hoàn toàn theo cái vị trí. Tuy nhiên thì nếu chúng ta phân tích về cái sự hiện diện của chuyển sản dục không hoàn toàn với cái số mẫu sinh thiết mà phát hiện được chuyển sản thì chúng ta thấy một cái sự khác biệt. Với 5 mẫu sinh thiết thì những cái trường hợp mà có từ 3 cái vị trí sinh thiết trở lên có chuyển sản dục không hoàn toàn thì cái nguy cơ mà gặp được cái chuyển sản dục hoàn toàn nó cao hơn. Và tương tự như vậy, nếu mà những chuyển sản ruột mà ở xuất hiện cả ở thân vị và hang vị thì cái khả năng chúng ta phát hiện được cái chuyển sản ruột không hoàn toàn cao hơn. Hay nói cách khác rằng là với cái chuyển sản ruột lan rộng mà chúng ta thấy được trên nội soi và cái số lượng mẫu sinh thiết trên một bệnh học thì nó có thể ước đoán rằng là cái khả năng thì chúng ta bắt gặp những cái tổn thương có chuyển sản ruột không hoàn toàn sẽ cao hơn khi mà chúng ta nhuộm hoa mô. Và chúng ta sẽ bàn qua cái phần cuối cùng liên quan đến cái chiến lược xử trí và theo dõi chuyển sản ruột ở dạ dày. Và một điểm sẽ phải nói ngay rằng là với một cái trường hợp bệnh nhân có chuyển sản ruột ở dạ dày thì một cái chuyện chúng ta sẽ phải nghĩ ngay đến cái vấn đề là chúng ta sẽ tìm hiểu nguyên nhân thường gặp nhất, đó là Helicobacter pylori. Và đối với những trường hợp mà vẫn còn hiện tượng đang nhiễm Helicobacter pylori thì bệnh nhân có một cái gì định bệnh mạnh là cần phải điều trị diệt trừ. Câu hỏi đặt ra rằng là như vậy thì chúng ta điều trị diệt trừ chúng ta có ngừa được hoàn toàn nguy cơ ung thư hay không? Và chúng ta có nhiều cái dữ kiện như vậy, nhưng chúng tôi xin chia sẻ một cái dữ kiện của Trung Quốc, một cái dữ liệu làm tại tỉnh Quảng Đông, một tỉnh giáp phía Bắc của Việt Nam, và chia sẻ nhiều cái thông tin cũng gần giống như việc của chúng ta. Ở đây chúng ta có hai cái nhóm là theo dõi dọc cho hai cái nhóm bệnh nhân có điều trị HP và không điều trị HP, và sau 5 năm người ta đánh giá trở lại, nội soi đánh giá trở lại. Thì ở cái nhóm mà tiệt trừ HP á, thì người ta chia thành hai cái nhóm, chúng ta thấy hai cái cột, tức là cái cột mà ban đầu tiên là đã xuất hiện có chuyển sản hay loạn sản rồi, và cái một mục cam là lúc đầu chưa có hiện tượng teo hay chuyển sản hay loạn sản. Và cái nhóm mà điều trị bằng giả dược cũng vậy đó, cũng chia thành hai cái cột. Nếu mà tính chung tổng số về cái ung thư dạ dày mới xuất hiện á, thì chúng ta thấy là tổng hai cột này là 7, so với bên này là 12, và cái sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Hay nói cách khác, người ta thấy rằng là nếu chúng ta tiệt trừ Helicobacter pylori thì chúng ta giảm được nguy cơ ung thư. Tuy nhiên, trong cái phần phân tích dưới nhóm này thì một cái điểm nổi bật ra, chúng ta sẽ thấy rằng là ở cái nhóm mà tiệt trừ HP đó, chúng ta giảm tỷ lệ nhưng mà vẫn có một số trường hợp ung thư xuất hiện. Và một cái điểm đặc biệt rằng là gì? Ở những cái trường hợp mà lúc đầu tiên chưa có chuyển sản hay là loạn sản thì chúng ta phòng ngừa rất tốt. Tuy nhiên, ở những cái nhóm mà ban đầu tiên khi mà chuyển sản mà loạn sản nó đã có rồi đó thì chúng ta tiệt trừ HP, nhưng mà cái tình trạng ung thư chúng ta không thể ngừa được hoàn toàn. Điều đó có nghĩa rằng là chúng ta không thể chỉ ở đó mà chờ, chúng ta cần phải có thêm những cái biện pháp về cái vấn đề xem xét coi thử những cái điều trị về mặt tương lai có gì phối hợp tốt hơn hay không, cũng như là những cái vấn đề theo dõi ngay cả sau khi chúng ta tiệt trừ cho bệnh nhân thành công dựa trên những cái đối tượng có cái đặc điểm nguy cơ cao hơn. Và chúng ta lại bước đến một cái công trình nghiên cứu rất là mới tại Nhật, và nó khá quan trọng bởi vì đây là một những công trình nghiên cứu mà người ta theo dõi chuyển sản ruột có thể nói là dài nhất, đến 17 năm là chúng ta thấy một cái dữ liệu theo dõi, và sau đó chúng ta thấy là 95 trường hợp theo dõi được 5 năm, 70 trường hợp thì theo dõi 10 năm, 30 trường hợp theo dõi 15 năm và 16 trường hợp theo dõi 17 năm. Thế thì sau khi tiệt trừ Helicobacter pylori, cái chuyển sản ruột nó thay đổi như thế nào? Và cái kết quả nghiên cứu này hơi buồn, hơi thất vọng một tí xíu, là tôi thấy rằng một cái điểm rất là quan trọng là sau khi tiệt trừ Helicobacter pylori 17 năm thì cái thang điểm chuyển sản ruột á, thì nó không thay đổi gì cả. No significant change, không có thay đổi gì cả. Và cái gì mà họ thấy được sau 17 năm á, là gì? Là nó không thay đổi, nhưng mà những cái chuyển sản ruột á, theo phân bố giới tính á, thì ở nam giới cái xu hướng nó thường cao hơn ở nữ giới, và đó cũng là một cái lý giải tại sao mà những cái ung thư dạ dày ở người lớn tuổi chúng ta thấy là cái xu hướng gặp ở nam nhiều hơn ở nữ. Vậy thì bên cạnh cái vấn đề chuyển sản ruột thì chúng ta có thể làm được gì khác hay không? Là chúng ta sẽ bàn qua một vấn đề của một cái thuốc mà chúng ta gọi là thuốc bảo vệ niêm mạc, tức là Ranibizumab. Ranibizumab được gọi là thuốc bảo vệ niêm mạc bởi vì chúng ta thấy trên này nó có tác động kép, một cái tác động mà chúng ta gọi là stimulation, tức là kích thích, và tác động ức chế màu tím. Màu xanh tức là kích thích gì? Nó kích thích tất cả những cái vấn đề liên quan đến cái hàng rào bảo vệ, tức là tăng tiết chất nhầy, tích huyết prostaglandin, và trên cơ sở đó nó hỗ trợ cho cái vấn đề gọi là tái tạo của cái niêm mạc dạ dày. Bên cạnh đó, đó thì nó có tác động màu tím, tức là ức chế. Nó ức chế gì? Ức chế cả cái sự bám dính của Helicobacter pylori.
và ức chế luôn cái sự phóng thích của các cái còn các cái phóng thích của các cái cytokine gây viêm và phóng thích các cái gốc tự do bên cạnh đó. À, do đó thì bên cạnh cái tác động mà chúng ta gọi là bảo vệ đó, thì nó có những cái tác động mà chúng ta có thể xem như là một cái thuốc kháng viêm của niêm mạc tại chỗ của ống tiêu hóa. Ở đây là của ống tiêu hóa luôn, chứ không phải là của liền dạ dày. Và trên cái cơ sở lý luận như vậy á, thì người ta nghĩ đến cái vấn đề là chúng ta có thể có một cái gì đó chúng ta có thể làm được cho những cái trường hợp sau tuyệt trừ HP hay không, mà có những cái trường hợp tổn thương tiền ung thư. Đây là một cái dữ liệu từ năm 2015, và đây là một cái thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có nhãn mỡ và không phải là nhóm mù đôi mà là nhãn mỡ, tức là cái người nghiên cứu người ta biết và chia thành hai nhóm. Trong này 178 bệnh nhân là họ chọn vào những cái bệnh nhân đã có viêm dạ dày mạn và có Helicobacter pylori và sau khi đã tuyệt trừ xong rồi, hoặc là ngay từ đầu đã chữa và sau đó là hết HP rồi, tức là cái tình trạng khi mà nhận vào nghiên cứu thì đã hết tình trạng HP. Và sau đó họ phân thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên thì không uống thuốc gì cả, chỉ theo dõi thôi mà dặn thêm cái cách ăn uống, tức là kiêng rượu, thuốc lá. Chúng ta biết cái thuốc lá liên quan đến cái vấn đề tiến triển và là nguy cơ của chuyển sản ruột không hoàn toàn. Và cái nhóm can thiệp, người ta sử dụng Ribavirin 3 lần một ngày 100mg trong 26 tuần. Và cái tiêu chí đánh giá là người ta sinh thiết và sau đó sinh thiết trở lại ở cái vùng có cái tổn thương nội soi họ nghi ngờ nặng nhất của cái chuyển sản ruột. Kết quả công trình nghiên cứu này cho thấy gì? Chúng ta sẽ thấy rằng người ta đánh giá về hai cái tiêu chí của tiền ung thư, đó là chuyển sản ruột và loạn sản độ thấp. Thì ở cái nhóm mà điều trị đó, thì trước điều trị chúng ta thấy tỷ lệ là 89%, 89% với chuyển sản ruột và sau điều trị là 75,3. Và cái sự khác biệt tức là sự giảm đi có ý nghĩa thống kê. Tương tự như vậy thì loạn sản độ thấp từ 71,9 xuống 50,6, cái sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên thì ở cái nhóm chứng thì cái sự thay đổi này không có ý nghĩa rõ rệt. Và điều này cho thấy rằng cái công trình nghiên cứu nhỏ, nhãn mở này cho thấy một cái điểm thuận lợi là khi chúng ta sử dụng Ribavirin liều 100mg nhân 3 trong vòng 26 tuần thì chúng ta có thể có một số những cái thuận lợi và có thể cải thiện được mô bệnh học ở một số bệnh nhân. Và gần đây hơn, chúng ta có một cái dữ liệu mới nhất năm 2021, cũng là mới cái dạng in-press thôi, chưa có trên số báo. Và đây là một cái dữ liệu của một cái nhóm Hàn Quốc và cũng là cái thiết kế kiểu ngẫu nhiên nhãn mỡ. Và cái đối tượng trong trường hợp này họ chọn một cái đối tượng khác biệt. Cái đối tượng kia là của chúng ta là hoàn toàn ban đầu tiên chỉ là cái viêm dạ dày sau tuyệt trừ HP thôi. Còn cái nhóm này là cái nhóm mà nguy cơ cao hơn, tức là cái nhóm mà đã thực sự là có cái tổn thương loạn sản hoặc là ung thư dạ dày rồi. Sau đó người ta cắt niêm mạc qua nội soi. Nhưng mà bởi một cái vấn đề quan trọng rằng là gì, là những cái trường hợp như vậy á, sau đó vẫn có thể có nguy cơ loạn sản ở chỗ khác và ung thư dạ dày ở chỗ khác. Do đó thì người ta vẫn tiếp tục theo dõi. Thì trong cái nhóm này người ta chia thành hai. Nhóm chứng thì không dùng thuốc gì cả, chỉ theo dõi thôi. Nhưng mà điểm quan trọng là người ta không cho uống những cái thuốc mà có thể có tác động gây nhiễu trên cái vấn đề xử lý. Và cái nhóm can thiệp thì người ta sử dụng Ribavirin. Và cái nhóm sử dụng Ribavirin này có thời gian điều trị lâu hơn, người ta dùng trong một năm. Và cái tiêu chí đánh giá là người ta cũng dựa trên mô bệnh học với cái protocol sinh thiết, nó khác biệt so với nghiên cứu trước, tức là người ta sinh thiết 4 mẫu, 2 mẫu ở thân vị và 2 mẫu ở hàng vị ở phía hai bờ cằm và đánh giá trở lại sau một năm. Công trình nghiên cứu này cho thấy gì? Nếu chúng ta xét về cái thay đổi chuyển sản ruột ở dạ dày, xét ở hai vùng, vùng thân vị và vùng hàng vị, hai cái hình này là của vùng thân, hai cái hình này là của vùng hàng, và chúng ta xét giữa hai nhóm là sử dụng Ribavirin hoặc là cái nhóm điều trị giả dược. Thì nhóm sử dụng Ribavirin chúng ta thấy trước và sau điều trị có giảm và sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Ở cái nhóm thân, cái nhóm chứng á, vùng thân vị á, thì có vẻ cũng có giảm nhưng cái sự khác biệt không có ý nghĩa. Như vậy á, thì ở cái điều trị vùng thân vị chúng ta thấy là nó có một cái sự cải thiện của cái chuyển sản ruột ở thân vị rõ ràng. Còn đối với cái vùng hang vị thì tương tự như vậy, chúng ta quan sát thì chúng ta thấy là cái sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở cả hai nhóm. Hay nói cách khác là khi chúng ta sử dụng Ribavirin nhóm này thì cái sự khác biệt của chuyển sản chủ yếu chúng ta thấy ở vùng thân vị mà thôi. Thế thì như chúng ta đã nói là chúng ta có thể cải thiện và làm chậm cái tiến trình ở một số trường hợp, nhưng trong phần lớn trường hợp chúng ta cần phải theo dõi. Như vậy cái câu hỏi đặt ra rằng là sau khi chúng ta có những cái biện pháp điều trị cho bệnh nhân như vậy thì chúng ta vẫn cần phải theo dõi bệnh nhân và chúng ta nên theo dõi như thế nào? Có nhiều khuyến cáo khác nhau. Nhưng trong cái thời lượng giới hạn thì xin đưa ra hai cái khuyến cáo. Một là của châu Âu và thứ hai là khuyến cáo của vùng Đông Nam Á. Chúng ta sẽ nhìn cái nhánh, chúng ta có cái nhánh cho loạn sản và cái nhánh cho chuyển sản ruột và teo. Nhưng chúng ta sẽ tập trung vào cái nội dung ngày hôm nay, tức là khi trường hợp bệnh nhân có chuyển sản. Nếu mà chuyển sản và ở vùng
cả vùng 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 thân chuyển sản hoặc là teo mà ở cả vùng thân và vùng hang tức là lan động đó, thì chắc chắn những trường hợp này phải theo dõi từ 1 đến 3 năm một lần. Tuy nhiên chọn lựa là 1 hay 3 năm thì nó còn dựa trên một số những cái tiêu chí phụ. Tiêu chí phụ đó là gì? Là tiền sử gia đình có cha mẹ anh chị em ruột bị ung thư dạ dày hay không. Và trên cái cơ sở đó thì chúng ta làm cái nội soi trở lại bằng cái hình ảnh tăng cường để chúng ta xác định chắc chắn là cái phân bố là đúng như là ban đầu, giống như là cái khuyến cáo của anh. Và sau đó thì chúng ta sẽ quyết định cái phương pháp thăm dò. Đối với những cái trường hợp mà có tiền sử gia đình thì chúng ta theo dõi mỗi 1 đến 2 năm. Còn trong những cái trường hợp không có tiền căn gia đình thì vẫn phải theo dõi nhưng mà 3 năm là được. Trong những cái trường hợp còn lại tức là chỉ có chuyển sản ruột ở một vùng mà thôi thì những cái điểm rất là quan trọng đó là gì? Những cái trường hợp mà bệnh nhân có cái biểu hiện mà có những cái dấu hiệu và là nguy cơ phụ đó, thì trong trường hợp đó nếu mà có đó thì chúng ta vẫn phải theo dõi mỗi 3 năm. Còn trong trường hợp mà không có những cái tiêu chí phụ thì chúng ta không cần theo dõi. Một cái điểm cần nhấn mạnh là đây là cái khuyến cáo của châu Âu với đặc thù người dân khác. Do đó thì cái thời gian theo dõi thì nó không chặt giống như các nước Á Đông. Thường thường các nước Á Đông thì thường thường là chỉ 1 đến 2 năm là người ta theo dõi thôi, đặc biệt là ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Thế thì cái khuyến cáo của vùng Đông Nam Á thì như thế nào? Năm 2018 chúng ta có cái khuyến cáo này. Và nếu mà xét về cái tổn thương tiền ung thư mà chúng ta nói rằng là cái teo niêm mạc và chuyển sản ruột á, ở cả thân và hang vị, hoặc là nếu mà có cái tiếp chuyển sản ruột không hoàn toàn á, thì người ta khuyến cáo là mỗi năm. Và nếu như mà sau đó mà sinh thiết đánh giá trở lại mà vẫn còn tổn thương thì người ta khuyến cáo mỗi 3 năm. Nhân tiện thì chúng ta sẽ cũng sẽ xem luôn, tức là cái loạn sản độ thấp thường thường là người ta khuyến cáo là nên 1 năm, hoặc là chúng ta có thể xử lý luôn. Còn loạn sản đạt cao thì gần như là có một cái chỉ định là chúng ta nên xử lý càng sớm càng tốt, có thể bằng nội soi hoặc là bằng cái chúng ta làm cái phẫu thuật. Nhưng mà với cái tiến bộ của cái nội soi hiện tại thì phần lớn trường hợp chúng ta có thể giải quyết được bằng phương pháp nội soi để tránh xâm lấn cho người bệnh. Và một cái điểm mà chúng tôi cần phải nghĩ rằng là cũng cần phải chia sẻ đó là gì? Trong một cái thực tế là các cái nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam đó, thì cái vấn đề gọi là cái nội soi là được tiến hành với một cái sự chấp nhận của bệnh nhân khá cao. Là thường là bệnh nhân có khi là đề nghị chúng ta làm nội soi nữa, và đôi khi nó chỉ là những cái vấn đề liên quan đến đánh giá ban đầu tiên là những cái có tiêu chức năng mà không liên quan đến cái vấn đề gọi là cái tổn thương tiền ung thư, tại vì bản thân tổn thương tiền ung thư thì không gây ra triệu chứng. Thì một cái điểm rất là quan trọng thì bất cứ khi nào mà chúng ta có chỉ định làm nội soi thì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đều có một cái cơ hội, những cái nhà làm nội soi có một cái cơ hội để chúng ta có thể tầm soát, cơ hội để chúng ta đánh giá được cái tình trạng chuyển sản của bệnh nhân, trong đó những cái tổn thương tiền ung thư trong đó có chuyển sản và loạn sản. Và trên cái cơ sở là cái nguồn lực tại chỗ chúng ta thì chúng ta có thể quyết định những cái chỗ mà khó khăn thì chúng ta có thể đánh giá bằng ánh sáng trắng mà chúng ta nhuộm màu hoặc là dự sử dụng ánh sáng trắng và chúng ta đánh giá theo cái phân loại chuyên gia Takemoto. Còn trong những cái trường hợp mà chúng ta có nguồn lực cao đó thì chúng ta có thể sử dụng ánh sáng trắng trước và sau đó thì chúng ta có thể sử dụng luôn những cái phương tiện ánh sáng tăng cường để chúng ta có thể đánh giá được tổn thương tốt hơn. Và một số những cái hình ảnh đinh minh họa cho cái vấn đề chúng ta có thể nhận diện được cái tổn thương tốt. Đây là một cái trường hợp mà chúng tôi có một cái ca những cái vùng màu hồng là chúng ta thấy là vùng chuyển sản lan rộng ở vùng hang vị, một bệnh nhân nam khoảng 58 tuổi, và sau khi theo dõi 3 năm thì chúng ta thấy là khi chúng ta nhuộm lên cái chuyển sản, những cái vùng chuyển sản rõ hơn. Tuy nhiên thì chúng ta thấy là một cái vùng nó lớn hơn và cái hình dạng nó không đồng đều. Và chúng ta thấy theo cái tiến trình diễn tiến của cái chuyển sản qua loạn sản đó thì giống như cái nào đó phát triển lớn hơn cái trái cây, nó gần chín hơn thì cái tổn thương nó rõ và nó khác biệt hơn. Và cái vị trí này sinh thiết nó ra là một cái loạn sản độ thấp và cái bệnh nhân này được cắt EMA và sau đó thì cho đến nay vẫn ổn, vẫn còn tiếp tục theo dõi. Trong một cái trường hợp khác chúng ta có cái nguồn lực, một cái ví dụ của nguồn lực tốt hơn. Đây một cái trường hợp chúng ta thấy là cái hình ảnh teo niêm mạc rất là rõ. Khi quan sát thì chúng ta thấy những cái vùng mà chúng ta nghĩ là có cái những cái tổn thương khu trú chuyển sản, những cái tổn thương hơi lớn hơn. Với những cái máy mà tốt mà phóng đại thì chúng ta có thể zoom gần hơn và chuyển qua cái chế độ nhuộm điện tử. Thì với cái phương pháp và nhuộm NBI điện tử như vậy thì những cái cấu trúc mà có những cái giới hạn đường bờ rõ ràng và những cái cấu trúc mạch máu rõ như vậy đó, thì với cái hình ảnh nội soi này có cái độ chính xác trong chẩn đoán ung thư sớm nó lên chỉ 94%. Và những cái trường hợp như vậy thì cái diễn tiến và cái tiên lượng của bệnh nhân rất là tốt, bởi vì bệnh nhân có thể hoàn toàn được xử lý bằng nội soi mà không cần phải phẫu thuật cắt dạ dày
cũng như là cần hóa trị sau đó. Và đây là một cái trường hợp mà đã được xử lý thành công và bệnh nhân hiện tại rất là ổn. Tóm lại thì để kết thúc cái bài trình bày thì chúng tôi xin đưa ra một số những cái điểm chính như sau. Thứ nhất á, là chúng ta sẽ thấy rằng là cái chuyển sản ruột thực sự là một cái vấn đề chúng ta rất thường gặp trong thực hành lâm sàng, đặc biệt là khi chúng ta có những cái công nghệ máy tốt hơn. Và một cái điểm rất đặc biệt là mặc dù liên quan rất là nhiều với Helicobacter pylori nhưng mà nó không hồi phục hoàn toàn sau tiệt trừ. Và cái mức độ nguy cơ á, thì cho đến hiện tại chúng ta thấy rằng là người ta đã nhìn rõ ra đó, và cái vấn đề quan trọng nguy cơ nó sẽ cao hơn nếu như mà cái chuyển sản ruột nó lan rộng cả thân vị, cả hàng vị và khi mà có mang những cái tiết chuyển sản ruột không hoàn toàn. Và về cái vấn đề chẩn đoán và phân tầng nguy cơ đó, thì trên nội soi thì chúng ta nên đánh giá cái tem niêm mạc trên nội soi theo cái phân loại Kimura Takemoto. Đây là một cái phân loại mà hoàn toàn có thể sử dụng cái nội soi ánh sáng trắng thông thường. Đương nhiên là khi chúng ta có được những cái phương tiện hình ảnh tăng cường thì chúng ta sẽ có một cái lợi thế là chúng ta có thể nhận định được cái tổn thương tốt hơn, giống như cái khuyến cáo của anh 2019 người ta nói. Và về cái vấn đề sinh thiết á, thì chúng ta nên đánh giá cái mức độ lan rộng của cái tổn thương. Tuy nhiên thì cái tiếp chuyển sản ruột là một cái chuyện chúng ta có thể tính tới cái chuyện làm chỗ này, nhưng với những cái dữ kiện hiện tại thì trong những cái trường hợp nó lan rộng cả thân và hang thì cái này có thể xem như là không thường quy, thì tại vì đằng nào thì bệnh nhân cũng đã có nguy cơ cao và cần phải theo dõi sát rồi. Về mặt điều trị và theo dõi thì một điểm quan trọng là cái diệt trừ Helicobacter pylori thì cho đến hiện tại đây là một cái điểm quan trọng nhất, và chúng ta có bằng chứng mạnh về mặt chứng cứ cho thấy là nó có thể hạn chế được tiến triển. Tuy nhiên thì nó không thể giúp thoái triển được cái chuyển sản ruột. Theo cái nghiên cứu 2021 chúng ta thấy là theo dõi 17 năm. Trong những cái trường hợp mà khó khăn thì Ribamipine là một cái thuốc có thể cho thấy có cái bằng chứng yếu, tức là chúng ta dựa trên những cái nghiên cứu lâm sàng có nhãn mở, chưa có phải là ngẫu nhiên có nhóm đối chứng, mà chúng ta chưa có những cái nghiên cứu có cái số lượng lớn hơn. Tuy nhiên đây là một cái thuốc mà chúng ta có thể xem xét sử dụng trong trường hợp này. Và cái chứng cứ chính yếu chủ yếu là nó gây thoái triển cái chuyển sản ruột ở vùng thân vị. Cái này là cái đánh máy nhầm, chúng ta thấy là cái nghiên cứu vừa rồi cho thấy là chủ yếu ở vùng thân vị thì chúng ta thấy có cải thiện. Và cuối cùng là cái vấn đề quyết định theo dõi và cái thời khoảng, tức là bao nhiêu năm chúng ta cần phải theo dõi là bằng nội soi cho bệnh nhân, thì vẫn còn rất là nhiều những cái điểm mà có thể nó sẽ khác biệt tùy theo cái quốc gia, tùy theo cái chủng tộc. Tuy nhiên chúng ta có những cái nguyên tắc chung, đó là gì? Đó là những cái quyết định nó sẽ thay đổi tùy thuộc vào cái mức độ lan rộng của chuyển sản ruột. Chúng ta có những cái tiêu chí phụ kèm theo, đó là những cái dạng mà có tiết không hoàn toàn, những trường hợp mà có tiền căn huyết thống mà gọi là liên hệ trực tiếp, tức là cha mẹ, anh chị em ruột là bị ung thư dạ dày, hoặc là có tình trạng nhiễm Helicobacter pylori vẫn còn diễn tiến. Và đây là một cái vấn đề quan trọng, bởi vì hiện tại vấn đề kháng thuốc nổi lên là một cái vấn đề rất là lớn của Việt Nam. Và một trong những cái tiêu chí phụ mà cái bằng chứng gần đây chúng ta thấy nữa, tức là cái đánh giá về cái mức độ teo niêm mạc trên nội soi cũng là một cái yếu tố ủng hộ, và nó sẽ giúp cho chúng ta trong cái vấn đề cân nhắc quyết định cái chiến lược theo dõi cho người bệnh. Thì phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý đồng nghiệp. Thì tiếp theo đây thì chúng tôi sẽ có một số những cái phần trao đổi với một số những cái ý kiến của quý đồng nghiệp có chia sẻ đây. Chúng ta có một cái câu là có nên ngừng sử dụng PPI ở bệnh nhân có chuyển sản ruột, đặc biệt là teo niêm mạc giai đoạn O hay không? Trong trường hợp này chúng ta đã đặt ra là cái vấn đề là chúng ta sử dụng PPI nhằm mục đích gì? Bởi vì trong trường hợp mà gọi là bệnh nhân mà đã có cái tình trạng teo niêm mạc ở giai đoạn O, tức là giai đoạn nặng rồi đó, thì cái bản thân cái tình trạng giảm tiết axit là có. Tuy nhiên á, thì chúng ta nói ở đây tức là chúng ta không sử dụng PPI trong thời gian dài thôi. Dài ở đây người ta khuyến cáo tức là cái vấn đề sử dụng liên tục trên 12 tháng đó. Còn trong phần lớn trường hợp ở Việt Nam của mình á, thì cái vấn đề chúng ta xử lý chủ yếu là trong những cái trường hợp chúng ta sử dụng cái thời gian ngắn để chúng ta cải thiện triệu chứng. Và bản thân ngay cả những cái trường hợp bệnh nhân trào ngược dạ thực quản cũng dài chứng chúng ta sử dụng ngắn thôi. Thành ra nếu mà chúng ta sử dụng ngắn ngày được thì nó sẽ phù hợp hơn cho cái vấn đề sinh lý của bệnh nhân. Và đặc biệt nữa đó, trong một cái nghiên cứu khá lớn tại Hồng Kông thì họ thấy rằng á, là cái nguy cơ ung thư dạ dày lâu dài á, thì nó có một cái yếu tố nguy cơ độc lập nữa là cái vấn đề chúng ta sử dụng PPI lâu dài, nó làm cho cái tình trạng cái tổn thương tiền ung thư có thể nó nặng hơn. Một cái câu hỏi nữa của một bạn đồng nghiệp đó là với bác sĩ nội soi
trả lời là viêm teo niêm mạc dạ dày với HP dương tính hay âm tính thì việc dùng ức chế bơm proton như thế nào? Cái câu hỏi này cũng không rõ ý của bạn đồng nghiệp lắm. Tuy nhiên á, là về nguyên tắc á, nếu như mà đã có viêm teo dạ dày á, thì bệnh nhân có chỉ định mạnh là sẽ xét nghiệm để tìm Helicobacter pylori và nếu có thì sẽ điều trị kịp thời. Thì năm nay năm 2022 á, thì Hội Tiêu hóa Việt Nam dự kiến là sẽ làm lại cái guideline về tiệt trừ HP, và thực ra thì cái khuyến cáo này nó đã nằm trong cái guideline trước đây năm 2012 rồi, nhưng mà với những cái bằng chứng mới đây thì mặc dù là chưa chưa có cái khuyến cáo thông qua, nhưng có lẽ nhiều cái khả năng là hội nghị chuyên gia thì sẽ giữ lại cái khuyến cáo này. Thành ra vấn đề đặt ra là nếu mà có Helicobacter pylori thì chúng ta sẽ phải điều trị tuyệt trừ. Trong cái vấn đề mà chúng ta thấy, chúng ta lưu ý về cái vấn đề khi bệnh nhân có chuyển sang ruột thì theo dõi và đánh giá cái tình trạng nhiễm Helicobacter pylori, thì một cái điểm rất là quan trọng đó là khi mỗi lần mà chúng ta đánh giá trở lại bệnh nhân thì chúng ta cần phải cẩn trọng theo dõi cái tình trạng nhiễm Helicobacter pylori. Tại vì theo các cái nghiên cứu mới nhất năm 2021 của Việt Nam thì cái số liệu cho thấy rằng là cái tỷ lệ rất là bất ngờ là cái tỷ lệ mà tái xuất hiện trở lại của Helicobacter pylori nó khá là cao. Nó lên tới khoảng hơn 30 tới gần 40% trường hợp, trong đó là 3/4 trường hợp là tái nhiễm và 1/4 trường hợp là tái phát. Tái phát tức là cái chủng cũ nó phát triển, còn 3/4 trường hợp tức là tái nhiễm, tức là cái vấn đề đặt ra tức là cái nguy cơ tái nhiễm của người Việt là rất là cao. Thành ra khi mà tái xuất hiện trở lại thì về nguyên tắc rằng cái tổn thương tiền ung thư nó sẽ tiếp tục nó tiến triển, và trong trường hợp đó thì mình sẽ vẫn phải cẩn trọng, tức là đó là một cái yếu tố phụ mà chúng ta cần nhắc là cần phải theo dõi bệnh nhân kỹ hơn bên cạnh cái vấn đề điều trị tuyệt trừ, tại vì cái nguy cơ bệnh nhân sẽ vẫn còn tiếp tục. Hiện tại bây giờ là 11 giờ và chúng tôi thấy rằng là cũng không có quý vị đồng nghiệp nào đặt câu hỏi thêm. Theo chương trình thì chúng ta sẽ cái chương trình chúng ta bắt đầu từ 10 giờ tới 11 giờ tới 12 giờ. Thành ra thì thay mặt cho hội khoa học, liên chi hội khoa học tiêu hóa Thành phố Hồ Chí Minh, một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đồng nghiệp đã quan tâm và tham gia cái buổi chuyên đề ngày hôm nay của liên chi hội, và xin kính chúc quý vị đồng nghiệp nhiều sức khỏe và hy vọng là cái nội dung của cái buổi webinar ngày hôm nay sẽ hỗ trợ được phần nào cho quý vị đồng nghiệp trong cái công tác thực hành cũng như là tư vấn cho bệnh nhân. Xin chân thành cảm ơn.